chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen. Xin cảm ơn các thành viên vũ đoàn Bước Nhảy. Thưa quý vị, đến thời điểm này thì chúng ta thấy tới tuần thứ 3, show thứ 3 mà quý vị và các bạn có lẽ rất là nóng lòng chờ đợi. Ngay sau đây chúng tôi xin được tổng kết số điểm của tất cả các thí sinh từ show thứ nhất cho đến thời điểm hiện tại. Đại Nghĩa dẫn đầu 78 điểm. Cuối bảng là Chí Thiện và Kyle York. Từ từ nâng lên Phương Thanh, Khởi My và Thúy Uyên. Một tràng pháo tay cố vũ tinh thần cho các thí sinh của chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, và số điểm này quý vị biết ai quyết định không? Số điểm rất nhỏ là do các thí sinh quyết định. Còn phần lớn á, các thí sinh này được điểm như thế này là do ba vị giám khảo hôm nay ngồi đây. Xin giới thiệu giám khảo Đức Huy. Cho đến show thứ ba này thì anh Đức Huy cho chia sẻ cảm tưởng của anh như thế nào? Thưa quý vị, tôi nghĩ là cái cao điểm của chương trình nó đến rất sớm. Nó đến ngay từ lúc mà tôi nhìn thấy anh chị em nghệ sĩ trang điểm, rồi chăm sóc từ cái tóc cho đến cái gót chân. Vâng. Và nhân tiện đây thì tôi thấy là trong cái rất hạn hẹp mà chúng ta có, mà cái nhóm trang điểm cũng như là tóc đã làm một việc rất tốt trong mấy chương trình vừa qua. Xin quý vị và các bạn một tràng pháo tay lớn. Thưa quý vị và vị giám khảo thứ hai vừa đáp máy bay từ thủ đô Hà Nội đến với thành phố Hồ Chí Minh, giám khảo Mỹ Linh. Cảm xúc của Mỹ Linh lúc này như thế nào? Thưa anh Thanh Bạch và thưa tất cả quý vị khán giả, một cái show diễn hay như này, mọi người ai cũng muốn hóa trang để thành một nhân vật khác lạ. Thành ra là Mỹ Linh cũng quyết định mình cũng hóa trang thành một nhân vật khác lạ. Thành viên thứ ba, giám khảo Hoài Linh, cảm tưởng như thế nào? Nói chung là Linh là rất nhà quê và rất là hai lúa, cho nên Linh nhận xét theo cái kiểu của mình. Đó là cái cảm giác của mình. Bây giờ nói riêng với Đức Huy, đôi khi em nói cái này đâm ra nó hơi mất nết một tí. Mà nói là đến cái chuẩn bị cái giờ quay á, là trong người em nó cứ rạo rực. Tại vì mình diễn bao nhiêu vai diễn rồi, bây giờ lại được xem các bạn diễn, mà mỗi tuần một cái nhân vật khác nhau, em cảm thấy thích thú. Và chuẩn bị vào trường quay thì em cảm thấy là giống như là một cái con ngựa mà nó bị nhốt ở trong chuồng á, để chuẩn bị đua đó, nó chờ cái cây mở lên nó bung nó nhảy thôi đó. Là vậy đâu. Rất là hứng khởi. Thưa quý vị, xin cảm ơn ba vị giám khảo tuyệt vời của chúng ta. Và có thể nói một tuần thì cũng có thể nói là dài vì sự mong đợi của quý vị khi đến với show này, nhưng cũng có thể là ngắn đối với các thí sinh vì sự chuẩn bị quá nhiều thứ, từ bài hát phải thuộc, phải tìm hiểu phong cách của người nghệ sĩ mà mình hóa thân, và đồng thời tìm trang phục rồi hóa trang như thế nào. Và tất cả những điều này nó tạo nên sự hấp dẫn của chương trình, và điều đó làm cho quý vị đang chờ đợi nhân vật nào đầu tiên sẽ xuất hiện ngay sau đây. Quý vị hãy đợi đấy. Kit Kat, bánh sô cô la thật ngon, thật giòn, mọi người đều thích. Bạn bè tôi nói tuổi này thường có nguy cơ bị loãng xương, như chị dâu tôi vì xương không khỏe nên không thể tự dọn hàng, ngay cả đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn. Thấy chị vậy, tôi nghĩ sức khỏe xương thì không nên chủ quan, chắc gì mình ăn uống mà đủ canxi. Nên tôi quyết định uống Enlin để phòng ngừa loãng xương. Vậy mà thấy tốt nha. Giờ thì tôi tin là mình sẽ làm tốt việc nhà cũng như công việc hàng ngày ở chỗ làm. Enlin được thử nghiệm lâm sàng giúp bắt đầu làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Ông cho cháu đi là ai? Không. Sản xuất đánh thức niềm vui của mọi gia đình. Ông đi đi. Ông đi đi. Ông đi đi. Hay màu cà
cảm xúc, chia sẻ niềm vui. Chúng vui đón Tết với bộ sản phẩm đặc biệt của Cosi. Đau quá, đừng trà mạnh như vậy. Mình chịu hết rồi rồi. Đúng là ác mộng. May quá, đã có sân lai chanh 100 với sức mạnh như 100 trái chanh, nhẹ nhàng cuốn phăng dầu mỡ, tiết kiệm 80% công sức. Bạn có biết để chăm sóc răng miệng nếu chỉ đánh răng thôi là không đủ? Nay đã có Listerine trà xanh mới với gấp đôi hàm lượng fluoride kết hợp cùng tinh chất trà xanh tạo sức mạnh đột phá giúp người sâu răng toàn diện, dịu mát và sảng khoái. Listerine trà xanh không cay, người sâu răng hiệu quả. Đẳng cấp, tinh tế, sang trọng, quý phái. Nội thất cao cấp Classy, nơi tiện nghi sánh cùng phong cách. Mừng xuân mới, nhận ngay chiết khấu 10% và cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng khi mua hàng tại Classy. Còn rửa tay nhanh vậy thì làm sao sạch vi khuẩn được? Trẻ nhỏ lúc nào cũng vội vàng, nước rửa tay Lifebuoy với Actifi làm sạch và tiêu diệt 99,9% vi khuẩn chỉ trong 10 giây. Lifebuoy, nước rửa tay làm sạch và diệt khuẩn cực nhanh. Mina ơi, giúp mẹ dọn nhà đón Tết nào. Sân la lau sàn, gấp thêm tay, cùng giúp mẹ. Con, mì gà nấm đông cô. Có ngay. Sản phẩm mới, mì không chiên ăn liền của Vina Ace Cook. Hãy cảm nhận Mikuchi, mì không qua chiên dầu, sợi tươi dai và thơm ngon. Những đang ăn ở tiệm, tha hồ thưởng thức với ba hương vị sườn heo, lẩu mái tôm và gà nấm đông cô. Mikuchi là mì không chi, mì không chi là Mikuchi. Vina Ace Cook. Gương thiên ngựa ở trên tường, bánh gì càng ăn càng ngon, thân khỏe dáng thon. Bánh gạo Oan Oan được làm từ gạo thơm Việt Nam, không chiên qua dầu, không chất bảo quản và chất tạo màu, không cholesterol, tốt cho sức khỏe. Bánh gạo Oan Oan càng ăn càng ngon, thân khỏe dáng thon. Rất dễ để nấu món xào ngon, cứ xào rau bình thường, gần xong thì cho dầu hào Maggi vào, gọi thêm gia vị khác. Từ giờ khỏi đi nhà hàng. Đã xào phải có dầu hào Maggi. Anh nghĩ là bao nhiêu bạn bè của em chắc đòi khao dữ lắm khi mà thấy em đoạt giải nhất đúng không? Dạ, khao là chuyện đương nhiên rồi đó, nhưng mà giờ làm như người ta quên mất tên em rồi. Bạn bè hay là khán giả, thậm chí anh em trong ekip gặp em là à, cô Thu Hiền, cô Thu Hiền, cô Thu Hiền, chào cô Thu Hiền, vậy không đó. Hình tượng nó quá ấn tượng đúng không? Thế thì cái lần này anh nghĩ em không biết em chinh phục ban giám khảo bằng cách nào đây với Lưu Anh Tuấn. Dạ đúng là với Lưu Anh Tuấn thì giữa em Tuấn gần nhau về tuổi đời, về diện mạo cũng không khác lắm. Thành ra sẽ khó mà chinh phục giám khảo cũng như khán giả về cái ngoại hình. Thành ra mình phải chinh phục bằng chính cái tiết mục của mình thôi. Chúng ta xem Đại Nghĩa luyện tập như thế nào quý vị nha. Chị nghĩ tuần này đối với Đại Nghĩa là một tuần rất là khó khăn. Tại vì... Không có biết nhảy, nói thẳng ra đi. 5 6 Giống như đi chào 7, tay 8 Lần lượt mà dơ chân cao hay thấp anh như vậy hả? Vậy phải, mà đúng rồi. Đồng thời cái tức là đi ngang vậy phải không? Đi bằng ngang phải đưa hãy ra sao. Đúng rồi, ngang, ngang. Móc cái hông lên, móc cái hông lên. Móc hông lên. 1 Đúng rồi, mở bên. Lưu Anh Tuấn là hát rất là mềm. Thế là tránh, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra. Không có hát là tránh, tránh ra. Xé, xé, cô, cô. Có gì hơi luyến nghe. Tránh ra, tránh ra. Xé, xé, cô, cô. Né vào, né vào. Nào, nào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chứ nào quân chặt chặt ra. Không. Qua cái việc này anh mới thấy là giọng hát của nhạc sĩ Nguyễn Hà rất là hay.
ban giám khảo hát hết rồi, chỉ có thiếu nhạc sĩ Nguyễn Hà thôi. Dạ, không? Anh Nguyễn Hà với cái hình Hà, với cái hình thể này mà giả làm chị Suy Black là hết sảy. Ê, cũng hài lắm. Thưa quý vị, chúng ta cùng xem video clip của Lưu Anh Tuấn, nhân vật mà Đại Nghĩa phải hóa thân. Tránh ra, tránh ra, xe xe cô cô. Đại Nghĩa là tiết mục mở màn vạn sự khởi đầu nan, bạn sẽ cố gắng lên đầu xuôi đuôi lọt ha. Dạ, sẵn sàng. It's over, over, now, 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 over, over, now, now. Đó là bài hát 5 PM, 5 giờ chiều. Chủ đề các xe. Wow, chủ đề đang nóng. Chúc bạn tự tin và may mắn. Yeah. Thưa quý vị, chia tay Đại Nghĩa, chúng ta cùng gặp gỡ sau đây với phần hóa thân xuất hiện Lưu Anh Tuấn. Cảm ơn Lưu Anh Tuấn và vũ đoàn Phương Việt. Chào Lưu. Kẹt xe quá, đi xe hơi nữa. Bởi vậy tới hơi suýt tôi là bị trễ. Thưa quý vị, chúng ta sẽ nghe nhận xét từ ban giám khảo. Xin mời giám khảo Đức Huy. Bạn đã chọn một bài hát rất là thích hợp để mà mở màn. Một bài hát vui nhộn. Hôm nay là lần đầu tiên tôi bắt gặp cái sự mà mất mát của một người mà không biết mình là ai. Hai tuần trước thì bạn... Bạn làm tốt à. Thế nhưng mà hình như là hôm nay thì tôi thấy là làm có nhiều yếu tố mà chắc bạn phải lo. Nhưng mà bạn hóa trang dễ thương lắm. Đại Nghĩa đã làm tốt rồi các bạn. Xin mời trong khám đi Linh. Đại Nghĩa đã làm rất là tốt.
ngoại trừ cái đôi giày màu hồng thì cũng hơi khó kiếm nữa. Nhưng mà về phần hát, đúng là Đại Nghĩa là người có thể hát được. Có khi sau này nên cân nhắc cái chuyện là nên thành ca sĩ. Nhảy như thế mà hát cũng không bị hụt hơi đúng không? Dạ cũng mệt lắm anh, nhưng mà cố gắng. Dạ xém té xỉu mấy lần. Mà Đại Nghĩa có khiếu nhảy nữa nha. Đó. Nhảy rất chuẩn luôn. Xin mời giám khảo Hoài Linh. Như anh thấy ở trong cái clip mà em nói chuyện với Thanh Bạch á, thì Đại Nghĩa nói là Đại Nghĩa chưa bao giờ nhảy. Nhưng hồi nãy anh thấy em nhảy á, là anh thấy em có khiếu nhảy luôn đó. Tại vì em nhảy rất là đẹp. Và khi thấy em xuất hiện với một cái trang phục hay là em rất là tin. Và trong lòng anh cũng cảm thấy còn một chút gì đó hy vọng. Bởi vì anh cũng lâu lâu cũng muốn đổi cái tin như vậy thử coi nó ra làm sao. Mà giờ chờ rồi mình tới 4 cái tin rồi anh. Giống như là tin. 4 cái tin mà chưa nhúc nhích gì hết. Chưa nhúc nhích gì hết trơn á. Nhưng mà nói chung là ngày hôm nay em làm cho anh bất ngờ. Là bởi vì 2 tuần trước là 2 người nghệ sĩ nhân dân. Tới giờ em hóa trang thành một cái ca sĩ rất là tin như vậy á, là anh thấy cái sự nghiên cứu của em và cái sự chịu khó của em, anh rất là phục. Chúc mừng em đã hoàn thành bài thi của mình rất là tốt. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn Đại Nghĩa. Chưa có ai mà lái xe mà vô lăng mà để ngược ra ngoài vậy hết trơn. Nhân đôi tình yêu khi từ nhỏ bé, kết nối nụ cười thêm niềm yêu đời. Và tình yêu lắm khắp nơi, xin chẳng bao khát khao. Lan tỏa tình yêu đúng đúng ngọt, chia sẻ niềm vui trên mọi nẻo đường. Tình yêu trẻ thật là nhà không nhà vui. Một tình yêu mẹ cuối chiều có chung ngồi, dành cho C2 chung nhịp trái tim. Xin bao nhân thân yêu, chúng ta muốn đến bao người yêu C2, chúng ta kết nối. Hơn 870 triệu ra C2 được thưởng thức mỗi năm trên khắp Việt Nam. Cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Cùng chung nguyện tôi chúc, cùng chung nguyện, tôi chúc Việt Nam sáng tạo, khát vọng, yêu thương và thịnh vượng. Nước trang điểm từ bì dày và bóng nhờn. Essasuki Loose Powder được chiết xuất từ hoa hồng, hoa keo và hoa thủy tiên, giúp nước trang điểm mỏng mịn và không bóng nhờn. Rạng ngời nét tự nhiên với Essasuki Loose Powder lớp vẽ Essa. Sản phẩm mới Mikochi, mì không chiên ăn liền, sườn heo, lẩu thái tôm và gà nấm đồng cổ. Mikochi là Mikochi, mì không chiên là Mikochi. Mẹ con mình dọn nhà đón năm mới nhé. Nhà sạch và sáng bóng thì mới gặp nhiều may mắn. Kem tẩy đa năng ship góp thêm tay cùng giúp mẹ. Cùng chung nguyện tôi chúc cho Việt Nam. Cùng chung nguyện tôi chúc, cùng chung nguyện, tôi chúc Việt Nam sáng tạo, khát vọng, yêu thương và thịnh vượng. Cuộc sống là một cuộc chơi đầy thú vị. Romano làm chủ cuộc chơi. Tặng ngay trọn bộ sản phẩm nam tính lịch lãm từ Romano Rosemary. Lúc trước mình nghĩ chú ý đến chăm sóc xương lắm. Vừa rồi nghe bác sĩ nói mẹ có nguy cơ loãng xương, đi đứng cũng hạn chế. Mình lo lắm vì mình đi giày cao gót cả ngày. Và nghe là ở tuổi mình xương bắt đầu suy yếu. Nên mình quyết định uống Enlin vì nghe nói Enlin giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Mình nhất định sẽ tiếp tục uống Enlin cho xương chắc khỏe để làm việc hiệu quả và chăm sóc gia đình. Phòng ngừa ngay vẫn hơn. Enlin được thử nghiệm lâm sàng giúp bắt đầu làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Bỏ bụng rồi ra khơi anh em ơi. Món gì vậy chú hai? Món này quen mà lạ, ăn là nghiền đấy nhá. Lại bốn phương mì xa gần nghe tiếng sợi vàng thơm hương vị khó quên. Mì ngon ra lại phải chăng nền muôn sợi hoài trăng chưa mà chiều tối hít thời là thèm. Không chi xanh bằng chưa sợi ra nghiền. Mua mì chọn mì bốn phương nhá. Mì bốn phương, sợi vàng ướp vị. Vina Esco.
Mình bận rộn chăm sóc hành khách cả ngày, vì thế da mình cần được chăm sóc suốt 24 giờ. Vaseline mới với chất xúc yến mạch và phức hợp dưỡng ẩm đa tầng Stratus 3 thấm sâu và dưỡng ẩm suốt 24 giờ, da mình luôn mềm mịn. Vaseline dưỡng ẩm suốt 24 giờ. Đừng để các triệu chứng cảm ban đầu cản trở bạn. Decogen ND kết hợp acetaminophen, phenylephrine giúp khỏi nhanh các triệu chứng cảm mà không gây buồn ngủ. Không dùng cho bệnh nhân suy gan, thận, bệnh tim mạch nặng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Decogen ND dùng khi có các dấu hiệu đầu tiên của cảm cúm. Đẳng cấp, tinh tế, sang trọng, quý phái. Nội thất cao cấp Classy, nơi tiện nghi sánh cùng phong cách. Mừng xuân mới, nhận ngay chiết khấu 10% và cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng khi mua hàng tại Classy. Gương thiên ngự ở trên tường, bánh gì càng ăn càng ngon, thân khỏe dáng thon. Bánh gạo Oan Oan được làm từ gạo thơm Việt Nam, không chiên qua dầu, không chất bảo quản và chất tạo màu, không cholesterol, tốt cho sức khỏe. Bánh gạo Oan Oan càng ăn càng ngon, thân khỏe dáng thon. Ông nội ơi, kính chúc cả nhà luôn hạnh phúc và vui vẻ bên nhau. Thật diệu kỳ, cảm ơn các con. Thêm gắn kết, Tết diệu kỳ. Sao bạn thích Nokia Lumia? Nhìn nè, kể cả khi tôi đeo găng tay, cảm ứng vẫn rất là mượt mà. Wow, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, hình ảnh rất là tuyệt vời. Mọi địa điểm thú vị nhất sẽ hiện lên trên màn hình với Nokia City Lens. Nokia Lumia, smartphone sáng tạo, khơi mào đổi mới. Thưa quý vị, chúng ta lại tiếp tục gặp sau đây một người ca sĩ mà quý vị đã từng gặp gỡ trong sự yếu điệu duyên dáng thần tượng của Hoài Linh, nghệ sĩ Hương Lan. Tuần rồi là một danh ca ngoại quốc, còn tuần này sẽ hóa thân thành nhân vật nào? Chúng ta hồi hộp chờ đợi. Và tuần này thì Phương Thanh rất là may mắn khi chọn nhầm Thanh Lam, ôi chứ không phải là John Lennon quá xa đúng không? Phong cách nhạc cũng có vẻ giống giống nhau, cho nên tôi nghĩ là Phương Thanh quá thuận lợi trong cái tuần này. Khác nhau anh Bạch ơi. Khác nhau như thế nào? Thì ai cũng biết là hai cái cá tính hoàn toàn ngược nhau. Và đặc biệt là chất giọng. Dạ, hai cách hát nhau. Khác nhau luôn. Thứ nhất là hai cái tướng đứng cũng khác nhau luôn. Thanh Lam đứng rất kiêu hãnh, còn Phương Thanh đứng thì lại cứ cúi xuống. Thưa quý vị, chúng ta xem thời gian ca sĩ Phương Thanh đã luyện tập như thế nào. Chị Lam là rất là kiêu hãnh đúng không? Đúng rồi. Thời chị Lam gian hát là đứng thẳng. Còn em này, thời gian đã qua đi đợi đợi, bây giờ em sao? Đi sao? Lâu lâu em hồi về được. Lâu lâu em phải hồi về nha. Hồi về em, hồi về chị Lam nha. Em phải đứng thẳng lên đúng không? Đó. Rồi anh nghĩ chị Lam cái giọng ngân của chị Lam nữa đúng không? Ngân sao anh chị Lam, em chị Lam hay ngân đá đúng không? Em là đã cái đó đi ra luôn. Lúc mà chị Lam lên cao thì mặt chị Lam hay nhăn ha. Không nhăn em cũng có, em không cũng lo có, em cũng có. Mà em phải nhăn hơn. Wow, bởi vậy mới thấy cái nhiều cái điểm khác biệt mà mình vẫn phải cố gắng nỗ lực ha. Nhớ thẳng lên nha, đừng khom khom á. Trang phục của Thanh Lam cũng rất là ấn tượng nha, cũng không phải đơn giản mà có nha. Bí mật, hai chị em gặp nhau nói chị, kỳ này em có giả Thanh Lam. Diva nha chị nhớ là gửi cho em bộ đồ nào đúng diva nữa. Ok, chị gửi cho Trang ơi. Yeah. Xong rồi Thanh Lam nói là, này Thanh, nhớ độn vào nha, mày lố vào nha. Vâng, chúng ta cùng xem bản gốc Thanh Lam quý vị nhé. Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi, làm sao về chốn cũ. Náo nức hơi xa, không thể thiếu những cánh buồm. Áng mây trên đầu, không thể ngừng trôi. Phương Thanh chú ý những quãng trầm của Thanh Lam nha. Dạ. Yeah. Những quãng trầm của Thanh Lam tôi nghĩ là Phương Thanh sẽ làm được. Dạ. Yeah. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúc bạn tự tin. Dạ. Yeah. Yeah. Chia tay nha. Okay. Thưa quý vị, chia tay với Phương Thanh, chúng ta cùng gặp gỡ ngay sau đây với Thanh Lam. Thank you.
không thể trở lại. Dòng sông đã qua đi, làm sao về chốn cũ? Nếu nước cây xa, không thể thiếu những cánh buồm áo mây trên đầu, không thể nuôi trôi. Còn đâu miền dương gian khi úa tan mặt trời, bình minh có lên ngôi khi không còn đêm tối. Đã có sông sâu, không thể thiếu những suối nguồn vang anh trên đời, đâu còn tình yêu. Người đã ra đi có thể trở lại, vết thương ngày nào có thể liền ra, nước mắt sẽ thôi rơi, đôi môi lại chín đỏ, bồi hồi lệ gặp nhau, xua tan đi bao nỗi mong nhớ. Hôm nay yêu thương có thể rộng mở, áng mây buồn sâu có thể dẫn ta. Và điều này hơi rộn ràng êm ái, có thể một ngày mai chúng ta sẽ Phương Thanh làm rất tốt, nhất là từ lúc mà mới bước ra thì trong cái ánh sáng mờ mờ thì tôi cũng không nhìn kỹ. Thế tôi hơi nheo nheo mắt lại thì tôi thấy là cũng được. Thuyết phục lắm. Vâng, và nếu mà so sánh hai lối hát thì tôi thấy là Phương Thanh hát vẫn còn bị hơi ếm vào trong cổ, còn trong khi mà Thanh Lam hát thì nó thoát ra về phía trước hơn. Chương trình này không có vòng loại, thế thành ra bạn đã có thời giờ để mà lo vòng 1 rất là chu đáo. Đã làm cho cái bài hát cũng thêm phần thú vị. Và... Yeah. Em khỏe không? Linh khỏe không? Ngoại trừ cái áo ra thì chưa thấy Thanh Lam. Wow. Có. Chưa thấy bởi vòng sao? 1 Thanh Lam chứ. Mình không Thanh Lam có 10 điểm đặc biệt, mình không giống được 9 rồi mình phải giống được 1. Mà vòng nào xuất sắc nhất là mình chơi vòng đó. Cái này là Mỹ Linh nhận là tôi sai, Phương Thanh đúng. Nhưng mà khi Phương Thanh hát xong á thì là ở dưới khán giả nói Phương Thanh, Phương Thanh. Họ không nói là Thanh Lam, Thanh Lam. Vậy là hôm nay... Đấy, thấy chưa, nhà mình hại người ta thấy chưa. Đúng không, người ta giả vai nào lũi cái tên người ta vai nó bị trừ điểm. Khi Phương Thanh hát bài này là một cái bài đặc rất là... nổi tiếng có giống ấy chứ của chị Thanh Lam người thì... đã có Ngọc Đăng Quang. Thế thôi cô tự nhận xét cô đi. Đúng không? Nhưng mà thật ra là rất khó. Vâng, rất là khó bởi vì là mấy cái động tác đặc trưng của chị Lam và có cái động tác cong người giống con tôm như tập yoga. Tại sao lúc tập mình có mà giờ lên sân khấu mình quên đó? Bởi vì khi ra sân khấu là... Người đó! Đó! Đúng không nào? Bây giờ này không chỉ là thôi! Mình là nhái thôi cho nên mình khó khăn lắm. Tóc, tai, đi, đứng. Rồi khi hát rồi những cái nhưng nốt mà đâu có màn kể khổ đâu. Có chứ, có được quyền kể khổ đúng không quý vị? Trời ơi, nhái một người đặc biệt của Việt Nam đâu phải dễ đâu. Vỗ tay cho em lấy điểm đi quý vị. Này là em bị trừ điểm quý vị nhớ cứu em nha. Nghe tiếp tập 3 của Mỹ Linh. Nhưng mà tôi thì vẫn thấy rằng là được. Hai chữ được rồi nha. Tạm được.
Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Linh ơi. Im. Tôi nói là cô không được nói. Hãy mà cô nói thì tôi khỏi nói. Tại vì anh lâu lâu anh lấy cái thế làm anh thôi, hiểu không? Đúng rồi. Em bình tĩnh em. Cái gì cuối cùng cũng phải cứu thôi à, vậy đi. Nói chung á là cái bài hát bữa nay á, anh nghe rất là sướng cái lỗ tai. Anh nghe đã lỗ tai lắm. Từ từ, vỗ tay em từ từ, à, em sắp bị quất xuống à. Em mới trật tự rồi. Bây giờ đó là tại anh nhận xét theo cái kiểu này nè. Từ xưa giờ anh nghe em hát rất là nhiều. Mà mỗi lần nghe em hát những cái bài mà cao giống vậy đó là anh cảm thấy bị mệt. Làm vì sao? Em lấy hơi em mày. Ngày hôm nay hoàn toàn không có. Hôm nay em hạ tông xuống. Mà em vẫn hát tốt như thường. Em hạ tông xuống. Từ nay cứ thế mà phát huy. Không xuống nốt thấp khó lắm. Mà chứng là bữa nay Phương Thanh hát thì là anh Hoài Linh khỏe lên. Là Phương Thanh hôm nay là vitamin đó. Đúng rồi. Tôi hết bị huyết áp rồi. Nói chung là nghe em hát cái bài này anh mãn nhĩ. Nhớ cho em 12 điểm. Cái chuyện đó là chưa biết, hên xui ha. Rồi. Nếu mà hồi nãy em nói rồi. Bây giờ cho em hát lại đi, em bịt ngửa ra là em hát được không? Hay là... Thôi để em mai mốt đi rồi tạo cho em cơ hội bật ngửa ra hát. Quý vị thấy không, nhái một người khó đâu phải dễ đâu. Khó đừng lắm. Có kẻ khổ ở đây chấm điểm nè. À quên rồi, em đi về rồi. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị chứng kiến giám khảo cũng phải vất vả như thế nào với thí sinh của chúng tôi. Và bây giờ thì chúng ta lại tiếp tục tìm một cảm xúc mới từ một sự hóa thân tiếp sau đây. Và hãy cổ vũ cho họ bằng những tràng pháo tay nhiệt tình nhất có thể. À, chào anh bạn. Tuần này Kyle đã đến Tây Nguyên để mua một cái món quà nhỏ. Đây là một chai bầu. Còn bạn Tiên Bana là plôi, cây plôi. Ồ, tặng cho tôi? Dạ, dạ. Chào anh bạn đó. À, tôi hiểu rồi. Vì... chọn ca sĩ Suplex cho nên bạn mới tìm hiểu văn hóa của người Ba Na. Đúng rồi đó. À, cảm ơn Kyle nhiều. Kyle đã cố gắng chọn một bài vui. Anh Kyle cứ nghĩ là Kyle sẽ chọn một bài của Nguyễn Cường. Đó là bài là đung đưa, chiếc cuối đung đưa. Nhưng mà xong rồi là những con nít khóc quá trời nên Kyle không chọn bài đó. Và đúng rồi đó. Và sau đó Kyle đã thấy mấy cô gái xinh đẹp đi ra ngoài đường. Kyle cứ nghĩ Kyle sẽ hát bài em muốn sống anh trọn đời, khát khao như bầu trời. Bầu trời của em, tình yêu của em. Nhưng mà xong rồi là những cô gái nhìn Kyle và bỏ chạy quẳng cái giáp. Kyle không biết, bây giờ không biết chọn bài gì. Kyle hơi buồn một chút. Chúng ta cùng xem quá trình luyện tập của Kyle quý vị nha. Hú chị ơi, chết Kyle rồi. Chuyện gì? Phải cứu cho Kyle thôi. Vì tự nhiên là tuần trước khi Kyle bấm cái nút, Kyle được chọn một ca sĩ mà Kyle rất là ngưỡng mộ, một giọng hát tuyệt vời, đó là ca sĩ Siêu Black. Là một người hay và Kyle không biết làm sao vì cô ta có một phong cách và một cái hình thức quá khác Kyle. Bây giờ sao? Ba chị lúc nào cũng như là giống như chị bị nóng quá, chị quạt ngược lại cái người chị nóng á. Dạ. Dạ, và khi mà chị ngân thì miệng chị hạ rất là to. Anh mơ đêm xanh hai mùa xuân đang về. Về. Rồi chứ anh mơ. Anh mơ. Chưa, vì cái phát âm của Kyle vẫn tay, chưa được Tây Nguyên. Chị Siêu có giúp đỡ gì cho Kyle? Có một chút, có giúp cho Kyle về cách biểu diễn. Và nhưng mà Kyle lại quá khác chị Siêu và chắc là phải dán móng tay và cạo lông và nhiều thứ để chuẩn bị nhìn giống như chị Siêu, vì Kyle là một người đàn ông, là một người Tây chứ không phải là một người Tây Nguyên. Nên phải cố gắng thôi. Phải cố gắng. Chúng ta cùng xem bản gốc Siêu Black quý vị nha.
Và bây giờ Kyle đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, và Kyle nghĩ là Kyle sẽ thuyết phục ban giám khảo và tất cả khán giả Việt Nam. Chúc bạn sẽ thể hiện hết sức mình. Thưa quý vị, chia tay với Kyle Dốc, chúng ta cùng gặp gỡ ngay trên sân khấu bây giờ sẽ là nữ ca sĩ Sue Black. Xin kính chào quý vị và khán giả. Mắt cờ đê dòng á. Cái bàn, tiếng bà nà đó. Siêu Black, Siêu Black, Siêu Black. Cà phê như muốn hát, hát cùng em câu gì? Bay theo làn khói về mùa xuân lâu nay. Bay theo làn tóc về tình yêu mong manh. Anh hai mùa xuân đang về, khói thuốc văng khoang ly cà phê, tiếng hát công nguyên những ngàn xưa vọng về, ánh mắt soi trông ly cà phê. Tuần lễ thứ ba tôi thấy là bạn làm tốt nhất từ trước đến giờ đấy. Và dưới một cái góc độ nào đó, đó thì bạn đã mang đến cho khán giả và cho chương trình này cái nét Tây nguyên của cái bài hát. Tức là bạn vẫn còn nguyên là ông Tây. Và tôi nghĩ đó là cái phần mà trang điểm đắp thêm cái má nó không cần thiết. Tuy nhiên là nói tóm là tôi có lời chúc mừng bạn, bởi vì tuần này bạn làm tốt nhất. Cảm ơn. Hóa ra là hát tiếng Việt lại là lợi thế hơn hát tiếng Anh. Chúng tôi xin mời giám khảo My Linh. Thiếu. Chị rất là thích em. Thiếu tiếng cười. Love you. Tôi thích em. Tôi thì lại rất thích phần biểu diễn của Kyle ngày hôm nay. Cái động tác này rồi mấy cái... Love you. À đúng rồi, cái love you gì đó là đúng là của chị Sue Black luôn. Và đúng là hát tiếng Việt mới là lợi thế của bạn.
chứ không phải là hát tiếng Anh. À, chúc mừng Kyle với phần biểu diễn bài hát vừa rồi. À, và hôm nay Kyle có một cái món quà nhỏ nhỏ, không bự như chị, nhưng mà một cái gì nhỏ nhỏ thôi. Thôi, cái này giống cái hối lộ quá. Sau này Kyle có mấy cái chai rượu và... Sao đâu, em yên tâm đi, tí mà em cho điểm cao thì tụi anh cho điểm thấp à, không sao. Chúng tôi ngồi không nè. Và chị biết là đã tặng một món quà nhỏ nhỏ, không bự như chị, nhưng mà Kyle có một món quà khác cho tất cả những đàn ông ở đây, đó là rượu Amakong. Nhưng mà sau chương trình này là sẽ wow. Hai giám khảo Nam yên tâm nhé. Xin mời giám khảo Hải Linh. Cái rượu đó là dân số Việt Nam là sẽ tăng lên vô số. Thế cô có dùng chưa mà cô biết? Nghe nói. Em không chính dùng xác. Nhưng mà chồng em dùng thường hơn. Tại vì em nghe đồn đấy. À, bây giờ tới phần nhận xét của Linh. Thật sự ra ngày hôm nay bạn làm cho Linh rất là bất ngờ. Tuy nhiên nếu mà đúng như anh Huy với chị Linh nói, nếu mà bạn đừng có đắp hai cái má này thì bạn diễn sẽ tự tin hơn và gương mặt bạn sẽ đẹp hơn. À, nói cho chị siêu của tôi, chị có đứng chị cũng không có đứng dạng chân nhiều như bạn. Đúng rồi, chị khép lại. Tôi đi hát với chị siêu hơn 20 năm rồi, tôi biết. Và rất là bất ngờ khi bạn giả nữ, ca sĩ nữ của Việt Nam tôi thì không có người nào cao to như bạn. Và nói chung là cũng có một cái gì đó bứt phá trong cái cuộc thi từ đầu cho tới bây giờ. Nói chung là rất là hoan nghênh cái sự nỗ lực của bạn ha. Chúc mừng Kyle. Xin cảm ơn giám khảo Hải Linh. Kyle mệt rồi. Không thoải mái với cái này là cái gùi. tiếng Ba Na là drum. Tiếng Việt là cái gùi đó. Cần Tết nên nhớ nhà và phải có cái này. À, nhớ nhà là phải có cái đó. Đúng. Nhưng rồi. Mà từ xưa tới giờ tôi chưa thấy người Ba Na nào ôm gùi như ôm con như bạn hồi nãy. Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ phần tham dự của một thí sinh tiếp theo đầy nội lực. Thí sinh này đã từng đoạt giải của tuần đầu tiên. Và thưa quý vị, Thúy Uyên sẽ hóa thần tiếp tục thành ai trong chương trình hôm nay. Một tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt. Ông chú cháu đi là ai? Không. Ngọt dịu vị sữa, thanh thanh vị dâu, cô xì giòn xốp đánh thức niềm vui của mọi gia đình. Ông đi đi. Cháu đi đi. Cô xì thay màu cảm xúc chia sẻ niềm vui, chung vui đón Tết với bộ sản phẩm đặc biệt của cô xì. Đắng mèo trong cây giấy nguyên tâm tinh tế. Con pha tinh dầu thơm mới với tinh dầu thơm tự nhiên. Con pha tinh dầu thơm mới. Cuộc sống mới với bao tình huống bất ngờ cho mình phản ứng. Cortex vừa mới với công nghệ chống tràn Pro Antigas tự động phản ứng ôm sát cơ thể giúp chống tràn tối ưu. Khuyến mãi hấp dẫn, mua ngay Cortex Pro, sưu tập trọn bộ rất thời trang. Lại mì ngon ra lại phải chăng nên muôn sợi hoài trăng chưa mà chiều tối hít hơi là thèm. Công chi xanh bằng chưa sợi ra nghiền, mua mì chọn mì bốn phương nhá. Mì bốn phương, sợi vàng ướp vị. Đau quá, đừng trả mạnh như vậy, mì chịu hết rồi. Đúng là ác mộng. May quá, đã có sân lai chân 100 với sức mạnh như 100 trái chanh, nhẹ nhàng cuốn phăng dầu mỡ, tiết kiệm 80% công sức. Đắng mèo trong thế giới hương thơm tinh tế. Con pho tinh dầu thơm tinh tế mới với tinh dầu thơm tự nhiên. Con pho tinh dầu thơm tinh tế. Lớp trang điểm từng bị dày và bóng như Essasuki Loose Powder được chiết xuất từ hoa hồng, hoa keo và hoa thủy tiên, giúp lớp trang điểm mỏng mịn và không bóng như.
giảm nhiều nét tự nhiên với Essensuki Loose Powder lớp VS cho 24 sườn heo, cho 3 lẩu thái tôm, con mì gà nấm đông cô, có ngay. Sản phẩm mới mì không chiên ăn liền của Vina Ice Cook. Hãy cảm nhận Mikuchi mì không qua chiên dầu, sợi tươi dai và thơm ngon như đang ăn ở tiệm. Tha hồ thưởng thức với ba hương vị sườn heo, lẩu thái tôm và gà nấm đông cô. Mikuchi là mì không chi, mì không chi là Mikuchi. Vina Ice Cook đẳng cấp tinh tế sang trọng quý phái, nội thất cao cấp classy, nơi tiện nghi sánh cùng phong cách. Mừng xuân mới, nhận ngay chiết khấu 10% và cơ hội trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên tới 1 tỷ đồng khi mua hàng tại Classy. Bố mẹ ơi, cá kho nhé. Sao mà không kho, tôi ăn quen rồi. Rồi ông xem, từ giờ khỏi cần nước mắm, nước hàng, đường, hạt nêm, chỉ cần ướp hành, gừng riêng tùy món, cùng xuất kho Maggi tộ vàng rồi kho là có ngay món kho ngấm y như của mẹ. Trời, thơm đó, màu đẹp đấy, còn vị ngấm y như bà kho. Nhờ xuất kho Maggi tộ vàng, kho gì cũng tuyệt bố ạ. À, Maggi tộ vàng ngấm y như món kho của mẹ. Maggi. Cái gì đó ba? Đây là kỷ niệm tuổi thơ của ba. Con đi mẹ. Bà nội luôn dành hết những gì tốt nhất cho mọi người. Giá tặng bà nè. Đưa con vào cười để nhận ngay bao lì xì đỏ, thẻ lời chúc độc đáo và cơ hội chúc phô mai hoặc chúc vàng may mắn. Năm mới, con chúc cả nhà cùng gửi con mọi người. Giờ mẹ có thể thưởng thức những gì mà mẹ đã luôn dành cho chúng con. Con bò cười, cười cho người may mắn. Dì của mình gần 60 mà vẫn còn rất năng động. Dì nói dì khỏe một phần là nhờ uống Enlin. Mình muốn sau này cũng được dẻo dai, năng động giống như dì. Nghe nói là khoảng 35 tuổi, mật độ xương bắt đầu giảm dần nên mình uống Enlin. Dì mình nghe là Enlin giúp làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Giờ dù đóng nhiều cảnh quay khó hay gánh vác việc gia đình, khi xương chắc khỏe, mình tin mình làm được. Enlin được thử nghiệm lâm sàng giúp bắt đầu làm giảm nguy cơ loãng xương trong 4 tuần. Gặp gỡ Thúy Uyên, chúng ta thấy một nhân vật một khoảng cách quá là xa, đó là Elvis Presley. Wow, sao đây Uyên ơi? Anh ơi, từ lúc mà em nhận được cái vai này em mất ăn mất ngủ. Bởi vì từ một cái dáng người phụ nữ biến qua một cái dáng người đàn ông. Mà rất là khó. Điện thoại mà rất là nhiều người biết đến về hình tượng. Ai cũng biết đến mái tóc, cử chỉ, ánh mắt, ngay cả bộ đồ nữa. Cho nên là khác xa hoàn toàn. Em biết làm sao nữa, bây giờ em đang lo đây. Ngay cả em khi mà em nấu cơm cũng vậy nữa, hay là quét nhà cũng vậy, em cũng đứng cái tướng của Elvis, mà em cũng nhảy theo kiểu Elvis nữa. Rồi con em có nói về tướng đi của em không? Mẹ ơi, mẹ đi tướng kỳ quá, khép lại, đi hai hàng rồi mẹ ơi. Và chúng ta cùng xem quá trình luyện tập của Thúy Uyên. À, Uyên phải nắm được Uyên phải tập được cái ánh mắt đa tình của nhìn của xa thì là xa. Của, yeah. Nhìn toàn nữ không chứ không có nhìn. Đúng rồi, của Elvis. Chân nhịp. Uh-huh. Uh-huh. Không thèm nhìn cô nào hết. Các yeah. cô đều nhìn dạ, mình hết. Anh thấy cánh tay Uyên phải đàn ông hơn. Khó. Mọi ngày em cũng điệu lắm, không chảy nước rồi nhưng mà cũng điệu phải không? Nhưng mà hôm nay kỳ quá. Mắt phải đa tình vô. It's no one never come home with her. Kiss me my darling, be my tonight. Tròn cái miệng thôi. Nhưng mà nếu mà Uyên diễn như vậy, theo như Hà nói, cái miệng không mở ngang, rồi cái miệng phải như vậy thì là có đủ sức thu hút các fan nữ không? Cái miệng của Elvis đó là hát hay nhất mép. À. Elvis á thì thuận bên phải. Vậy còn em thì thuận bên trái. Cái mà em thuận bên trái thì nhìn nó ra hơn. Rồi có lâu lâu em đang hát cái em quên bên này cái phải đá qua bên này, nhưng phải đá từ từ. Mà đá từ từ thì cái mặt em hơi bị đơ. Cho nên là nó cứ đẩy qua đẩy lại hoài. Xem bản gốc như thế nào nha. Elvis Presley. When I first saw you,
with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta chia tay với Thúy Uyên để cùng gặp gỡ một nhân vật huyền thoại. Chúc em may mắn. Một nhân vật mà biết bao nhiêu thế hệ đều ngưỡng mộ. Elvis Presley. Giám khảo Đức Huy ghi chép quá chừng luôn ha. Cuối tiết mục rồi mà vẫn ghi chưa chứ. Mà động tác cuối cùng em vẫn theo nhạc và vẫn sống trong không khí của Elvis Presley. Quá tuyệt vời. Thưa quý vị, thưa các bạn, thật ra thì không khó để mà bắt chước Elvis Presley, người đã được mệnh danh là ông vua của nhạc rock. Và tại sao tôi nói dễ làm Elvis nhất là gì? Đấy, bộ trang phục trắng, cái cổ thật cao, rồi đệm mấy cái lóng lánh, thế xong rồi tóc phồng ra này. You are the king. Thank you, and you are so beautiful. Nhiều đó thôi hả? Đủ rồi, nói vậy là hiểu rồi. Nhiều đó, đủ rồi hả? Thật sự ra bữa nay tôi không còn nhìn ra Thúy Uyên nữa. Trước mặt tôi là Elvis thật. Và thật sự là bạn nghiên cứu quá kỹ
làm tôi đến bất ngờ. Lúc mà trong clip thì bạn nói là bạn sợ là không biết có nghe có đã không. Mà tôi nghe vậy là tôi thấy đã rồi. Và đã nhất là cái phần trình diễn của bạn. Con mắt của bạn bình thường là tôi không thấy vậy. Nha, bây giờ tôi thấy nó lẳng quá đi. Nói chung là chúc mừng Thúy Yên, bạn đã làm tốt công việc của bạn đó. cảm ơn ban giám khảo rất nhiều. Nhưng mà vòng hoa này Elvis muốn trao tặng người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Vỗ tay lên nào. Ôi, hôm nay là ngày của Mỹ Linh. Đúng rồi, hôm nay sao thu nhập nhiều thế. Elvis. Trừ điểm cái tội dê gái. Elvis, Elvis ở đây nè. Xin cảm ơn chị. Em mọc quá, anh không yêu được em. Anh thích cái cô kia kìa. Thưa quý vị, quả là mỗi một thí sinh là một sự mong đợi. Và sự mong đợi đó không có uổng công quý vị phải không ạ? Bởi vì sự chuẩn bị quá công phu cho một nhân vật, cho một tiết mục. Và bây giờ lại là sự chuẩn bị tiếp theo, sự nỗ lực, cố gắng hết mình. Mời quý vị tiếp tục cổ vũ cho các thí sinh chúng ta bằng những tràng pháo tay thật là nồng nhiệt đi quý vị. Tuần rồi tình cờ chọn nhân vật Cẩm Ly, Khởi My thấy thế nào? Dạ đơn giản nhưng không đơn giản. Là sao? Dạ có nghĩa là khi mà mọi người thấy em bốc chúng Cẩm Ly, mọi người bảo là cái hình tượng chị Cẩm Ly thì chị ở mức độ diễn vừa phải, cũng không có gì gọi là giống như những ca sĩ khác. Với lại về chiều cao cũng tương đồng, không có chênh lệch dạ, bao đúng nhiêu rồi. Về cân nặng cũng không có khoảng cách nào lắm. Rồi nhưng mà có một xinh xinh dễ thương, mà còn cái điểm chung nữa nè là Khởi My cũng chữ Y mà Cẩm Ly thì cũng chữ Y, chứ không phải là Diễm My. Nhưng mà có một cái thì anh Bạch để ý đi là thì em lại bị móm. Cho nên là bây giờ em không biết làm thế nào, nhưng mà chỉ có cố gắng mình khi mà mình hát á, mình thử đưa cái hàm trên ra một chút, và nhờ các anh chuyên viên mấy cúp đánh cái vùng này cho em làm sao để thấy giống chị Ly là em được rồi. Ta cùng đến với những giây phút luyện tập của Khởi My. Khởi My đã bao giờ hát dân ca chưa? Dạ chưa. cái xử lý những cái âm điệu riêng của dân ca của chị Ly nó rất là ngọt, với lại rất là mùi. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Em ơi, bây giờ em phải làm quen với mấy đồng bố dân gian nha. Đó. Dân gian anh. Ừ. Đúng rồi. Khó phải tập đúng không? Giờ tập nha. Nhúng xuống. Đẩy tay lại. Nhúng xuống. Quay một vòng. Nghe. Và bây giờ thì khi mà đã phát hiện ra những điều khác biệt giữa Cẩm Ly và Khởi My thì như vậy thì khán giả xin tưởng rằng là bản thân tôi cũng thế, bạn sẽ khắc phục những cái khoảng cách đó cho nó càng ngày càng gần lại với nhân vật chính của mình. Em sẽ cố gắng hết sức, dù như thế nào đi nữa thì cũng cố gắng giống chị Cẩm Ly được một, chứ đâu có thể nào mà không được phần nào đúng không anh? Chúng ta cùng xem bản gốc Cẩm Ly mà Khởi My phải hóa thân quý vị nha. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi giang đông ra qua. Má ơi lấy khăn cho hồ thấm cơn buồn. Thưa quý vị, và hãy xem bây giờ Khởi My sẽ hóa thân như thế nào thành Cẩm Ly. Hãy duyên dáng dịu dàng dễ thương nha. Yeah. Thưa quý vị, chia tay với một Khởi My năng động, chúng ta sẽ gặp gỡ ngay sau đây nữ ca sĩ Cẩm Ly. Ai
giặt áo sao dừa. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Má đang phơi dùng áo cho em. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mấy bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiêu buồn thiêu. Dậy đi em đừng ngớt đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mấy bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiêu buồn thiêu. Xin cảm ơn các vũ công. Yeah. Chúc mừng Cẩm Ly. Dạ, yeah, thực sự thì ở trong bài này thì Cẩm Ly thích lấy chồng xa, nhưng mà thực sự là họ má ơi đừng gả con xa. Chim kêu dưỡng hú, chim kêu chứ mà dưỡng hú. Biết nhà má ở đâu. Cộng thêm cái nốt ruồi trên này. Nốt ruồi Cẩm Ly. Chúng tôi cùng nghe nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Con nói con không biết hát dân ca. Thử ra con làm chú cũng hơi bất ngờ. Thật sự là con mặc áo bà ba rất là đẹp. Bà ba không phải ai mặc cũng đẹp, mà con mặc rất là xinh. Bữa hôm nay là con giả Cẩm Ly. Nhưng mà theo chú biết á, là nếu mà coi trong truyền hình hay là coi trong băng video hay trên đĩa, nếu mà chiếu gần thì mới thấy được cái nút ruồi của Cẩm Ly. Cái này nó hơi bị lố nha con. Chú ngồi đây mà chú thấy lồng lộng một cục đen thui. Dạ con rút kinh nghiệm kỳ trước của chị Phương Thanh á, chị làm cô Hương Lan thì chị trẻ nhỏ quá không thấy được cái răng hở. Kỳ này con chấm cục dây cháo bự hơn. Hơi biếm hoàng chút. Nhưng mà nói chung là con rất là duyên dáng trong cái bài này. Chú thích cái duyên dáng của con. Một cái dáng dấp rất là nam bộ và rất là nữ tính. Không còn cái năng động của Khởi My bình thường. Và thấp thoáng đâu đó chú cũng thấy bóng dáng của Cẩm Ly. Tuy nhiên là cái này nó hơi bị quá thôi. Thôi nhiêu đó thôi đó. Xin mời giám khảo Mỹ Linh. Tôi thì thấy cái phần biểu diễn của em cùng với bốn vũ công và cái này gọi là cây gì anh Linh nhỉ? Lúa. Đây, em cứ coi coi như là cỏ lau đi nhá. Bình thường là xả đấy. Với cái đám cỏ lau này này là trông mới thoạt nhìn á là nó rất là Cẩm Ly. Thế nhưng mà nhìn kỹ ra mà phân tích một chút ấy thì đây là Cẩm Ly 2013. Cẩm Ly hơi có chút hip hop. Tại vì là cô chắc là phải xưng cô cũng được nhỉ. Thôi chị đi cho nó trẻ buồn cười hết chị... Em xưng cô là anh xưng bác à? Nào thích mình già. Đó, khi mà em hát Khởi My hát cái câu gì đó dậy xem là trời nắng lên chưa, rồi là mẹ nấu canh chua gì đó ấy. Thì là cái chị Cẩm Ly chị hát á, nó có cái mềm mại của một cái người, thứ nhất là ở thế hệ của các chị thì hát mềm mại hơn, nó có cái chữ nó nối liền hơi. Nhưng mà em là một cô gái của tuổi teen đi, 2013, nên là em hát hơi giật cục một chút. Tất nhiên là về thanh nhạc thì chị hơi kỹ chút. Wow. Nhưng mà dù sao chị cũng vẫn rất thích phần trình diễn của em.
À, nhưng mà cái ý của cô là kỹ về cái gì? Kỹ về cái cách hát hay là kỹ về cái gì? Đấy nó kỹ quá tôi bắt được cái kìa. Thế là gọi là kỹ về nhanh nhẩu hoảng đó. Tức là thật thà hư đấy. Đấy. Cái cần kỹ chả kỹ thì kỹ cái gì? Vậy đi mua đồ nấu canh chua mà mày mua ở đâu trên trời này? Nó còn đang ngủ á. Nó ngủ mê. Đồ nấu canh chua phải xách giỏ đi chứ tôi ở đâu vơ trên trời này. Cái này chắc phải nói chú Hiếu chị. Dạ đúng rồi, tại vì anh dẫn cho em, dẫn cho con ở trên này, con phải mua trên này. Bởi thế cứ gọi người ta dậy thì phải đập ở dưới. Một là phải đập ở dưới dậy đi nào mua đồ nấu canh chua này. Cứ gọi ở đâu trên trời. Giáo khảo Đức Huy thì sao? Trước hết tôi hoàn toàn đồng ý với Mỹ Linh về cái sự thiếu mềm mại. Tuy nhiên Khởi My đã khẳng định cái sự mộc mạc mới của mình qua cái lối hát như vậy. Và nói chung thì là phần trình diễn của Khởi My rất trong sáng và rất lôi cuốn. Tôi rất thích. Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn Giang Khảo Đức Huy. Cảm ơn. Thưa quý vị, và chúng ta lại tiếp tục gặp với một nhân vật mà trong hai show đầu tiên cũng không được may mắn lắm. Chí Thiện sẽ tiếp tục chương trình hôm nay với chúng ta. Hôm nay Chí Thiện vẫn giữ được vẻ lạc quan đúng không ạ? Dạ, tại vì dù sao thì mỗi tuần mình cũng phải cố gắng nhiều hơn. Lần này là thử thách quá lớn hay là cơ hội ta? Khi mà bạn hóa thân thành Phạm Quỳnh Anh. Em nghĩ là cả hai, để em có thể lấy lại được điểm của mình. Và với lại em thấy em đàn ông con trai vậy mà đùng một phát biến thành gái. Mà cô gái rất là nữ tính nữa. Từ cách ăn nói nhẹ nhàng, mọi thứ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà thường những người đẹp trai mà hóa trang dễ giống nữ. Làm sao đường anh lỡ nhìn không giống nữ, nhìn nó quái dị. Đi dài như thế nào? Bản thân bình thường là em bắt đầu từ khi nhấn cái nút là về nhà em đã suy nghĩ cái chuyện mà trời làm sao mà đi giày cao gót, làm sao mà để có thể... Cao bao nhiêu? Dạ, cao cỡ 5 đến 7 phân. Là đi lúc đầu là em cứ té hoài, em té liên tục nhưng mà té xong đứng dậy phải đi tiếp. Tại vì lên sân khấu là mình phải từ trên xuống dưới mọi chi tiết là phải là con gái. Rồi dài nó sẽ không ảnh hưởng đến diễn xuất của mình đúng không? Dạ đúng. Chúng ta cùng xem quá trình luyện tập của Chí Thiện. Phải tập đi tướng con gái trước. Con gái với con trai đi giống nhau anh, cũng là đi thôi mà. No khác em, giờ Phạm anh đi hai cái vai hơi rút lên chút xíu. Đó, cô chỏ hơi đưa ra sang chút. Đó, rồi em đi khép chân cho anh ra, đi chéo chân. Và thả lỏng hông ra chéo chân. Anh ơi. Nhìn mà... em giống như bị dị tật vậy đó. Em không có giống con gái gì hết ở chỗ nào. Đó, đưa cái tay như quy quyền em ha. Dạ. Rồi sao mà hát? Em á, tuần vừa rồi là Quang Vinh là rất là vui phải không? Đúng rồi. Hát vậy. Không cười đâu phải Quang Vinh phải không? Đó, tuần này ngược lại. Tuần này Phạm Quỳnh Anh là buồn. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh tưởng rằng em chưa mất anh. Được chưa? Nó chưa buồn lắm, nó chưa có buồn. Và còn phần quan trọng nữa là cặp lông mày của em với cặp lông mày của Phạm Quỳnh Anh nghĩ em phải hy sinh cặp lông mày rồi. Ủa vậy chứ là sao? Nó rậm quá, nó to quá. Phạm Quỳnh Anh lông mày rất là cong, rất là nhỏ. Ủa chứ bây giờ lỡ cạo lông mày rồi nó có mọc lên không anh? Cũng tùy. Hả? Chúng ta cùng xem bản gốc Phạm Quỳnh Anh quý vị nhé. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh tưởng rằng em chưa mất anh. Thì ra chỉ là mộng mơ mà sau tiếng mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại em lần nữa. Cố bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh. Rồi việc gì đến đã đến. Thời điểm hóa thân đã gần kề. Dạ. Bạn đã sẵn sàng chưa? Em đã sẵn sàng rồi. Thưa quý vị, chúc Chí Thiện tự tin hết mình. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Chia tay Chí Thiện, chúng ta sẽ gặp gỡ sau đây với nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh. Do nước mắt vẫn rơi và mong nhiều
để về sau được gặp lại anh lần nữa. Cô bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh. Nhiều đêm nằm mơ về anh giật mình mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong. Nằm mơ về anh càng không càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không đau vẫn anh sẽ người yêu có biết ngày và ngóng trong anh mỗi ngon. Một hai ba bốn ngày rồi tôi đâu đã về. Chờ chỉ đến lúc về tháng năm kia chẳng còn còn lại bao phai. Nhờ mây nhắn với trời chào mong anh nơi chốn nào. Một hai ba bốn ngày rồi em đếm ngón tay ngóng chờ một câu chẳng nói. Tiếng chi cầu giá từ để em thôi thong thong. Mới biết mất anh, kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang mong anh trở về. Người yêu có biết gì quả ngóng trong anh mỗi mòn. Một hai ba bốn ngày rồi, tôi lúc cô đơn đã hẹn. Chờ chỉ đến lúc người về, tháng năm thì chẳng còn. Còn lại đâu? Mây nhắn với trời đào không anh nơi chốn nào. Một hai ba bốn ngày rồi anh đến ngón tay ngóng chờ một câu chẳng nói người đi. Tiếng chi cầu giá từ để em vui ngóng lòng. Và Nguyễn Anh xin kính chào ban giám khảo, chào các bạn chơi và chào quý vị khán giả. Chào anh Tuấn Bạch. Chào Phạm Nguyễn Anh. Dạ. Xin mời giám khảo Đức Huy ạ. Tôi chỉ muốn nói đêm nay em là cô gái đẹp nhất. Yeah. Chẳng những đẹp mà em còn duyên dáng, em rất lôi cuốn. Chưa? Chưa? Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Hôm nay phải nói là Trí Thiện lột xác. Đây là từ vực sâu leo lên đỉnh cao. Em có ý kiến. Nói giỡn chứ khó vậy, khó lắm á chị. Bây giờ em mang bình thường, có mang về mang giày cao gót đâu. Té dập mặt mấy lần luôn á. Đã vậy, đàn ông con trai tập tạ, đang tập tạ là 10 phút mấy số trước. Bây giờ bắt làm gái. Khó khăn cho em kinh khủng. Hoặc là nữ hoàng của đêm. Giọng bị dịch đực. Nữ hoàng của đêm em có nghe chưa? Dạ. Cái giọng của em có bị dịch đực lắm không chị? Rất là nhẹ nhàng. Giọng của em là một con vịt cãi. Ôi, một tràng pháo tay gấp đôi chưa? Giám khảo Mỹ Linh. Giám khảo Hoài Linh. Sao thế anh? Tan 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 tan. Đâu có anh, đâu có. Ủa không phải hả? Đâu phải là hoàng tử đây công chúa mà em là cha của công chúa. Có sự hiểu lầm. Em ra để em góp ý cho con gái của em. Dạ. Con trước nghe. Tiên là một cô con gái. Dạ. Người ta có nói yểu điều thục nữ quân tử nó mới háo cầu. Chà cảm thấy khi còn bước chân lên cầu thang, còn mới bước một bước, còn ba bước nữa còn phóng một phát lên luôn. Ba ơi, dây u thịt bắp là con đã tâm sự rồi. Dạ, con phải gọi ba là phụ vương. Dạ phụ vương ơi, khúc đó con uống hết nổi rồi. Phụ vương thông cảm với con, tại vì ở đây con trai rất là nhiều. Thành thử phụ vương nhắc nhỏ con vậy thôi. Còn một điều nữa, con gái à, ăn uống thì phải bớt một chút nha. Không phải là ăn thức ăn bình thường. Dạ. Tại sao con đi ăn khế làm chi để một trái chà bá ở đây vậy? Ha ha ha!
Kim, nói chung Phụ Dương chúc mừng con đó hả? À, cảm ơn Phụ Dương. Hy vọng có thằng nào á nó hơi lãng lãng một chút nó sẽ lấy con. Xin được chúc mừng Phạm Quỳnh Anh, Chí Thiện. Xin được cảm ơn. Bây giờ khúc này có tính điểm không đây em Khảo? Dạ em vô nha. Từ từ, trời ơi, đi chậm. Đi chậm rãi lại. Phạm Quỳnh Anh nhập vô. Trời ơi, sao chạy theo kiểu Chí Thiện? Đừng bị té nữa. Anh giậm phẩy em. Chị sao ăn quá vậy? Kính thưa quý vị, và bây giờ là giây phút quan trọng. Kết quả các số điểm từ ban giám khảo của số thứ 3, gương mặt thân quen. Bạn đã sẵn sàng tận hưởng hương vị trái cây tuyệt vời chưa? Kẹo cao su có nhân Santa Food. Santa Food bùng nổ với hương vị trái cây từ bên trong. Việt Nam Mobile chỉ 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi nội mạng suốt 60 phút. Chỉ 1.000 đồng cho mỗi phút gọi ngoại mạng. Bấm ngay sao 610 thăng. Tết này nhất định phải kiếm được một chàng nhìn mình nè, nhưng sẽ mất điểm ngay. Dù dùng sữa dưỡng trắng có chiết xuất thiên nhiên mỗi đêm, vì vẫn chứa nhiều AHA, BHA bao màu, làm mỏng da vào ban đêm. Mới sữa tinh thể trắng da ban đêm Nivea với 4 loại châu thiên nhiên dưỡng trắng không làm mỏng da, mang đến 10 lợi ích cho da ngay Tết. Cho da trắng mịn điểm 10. Tết này mưa chàng cũng phải đắm say sữa tinh thể trắng da ban đêm Nivea. Mami Poco, da bé vô cùng nhạy cảm nên cần được chăm sóc bằng tả với công nghệ đa rãnh thấm, siêu khô thoáng, thấm lớp thật nhanh cả khi bé tẩy rất nhiều lần. Bề mặt tả siêu khô thoáng, mong bé thật dễ chịu. Mami Poco, khô thoáng, chống tràn. Có thể anh ấy không còn trẻ, nhưng anh ấy rất phong độ và luôn cảm thấy hạnh phúc. Với hai viên khang dược mỗi ngày giúp tăng cường sinh lý khỏe mạnh. Khang dược sinh lực thời trai trẻ. Cảm ứng điện dung chạm nhạy bất ngờ, lướt web nhanh và tiết kiệm với trình duyệt Nokia Express Browser tặng 40 game AR cực đỉnh. Asa 308 chỉ 2.249.000 đồng. Asa 309 chỉ 2.299.000 đồng. Hãy đến cửa hàng Nokia gần nhất để trải nghiệm sản phẩm. Tóc mình thật mềm mượt vào buổi sáng, nhưng nhanh chóng trở nên khô và sơ rối vào buổi chiều. Hãy dùng sân xương mềm mượt Diệu Kỳ mới với 5 tinh dầu tự nhiên cho tóc mình mượt suốt cả ngày. Giờ đây, mình có thể tận hưởng mái tóc mềm mượt suốt 25 giờ. Bạn có ý tưởng độc đáo gì cho lễ tình nhân Valentine này? Phone nàng trên đỉnh tháp Eiffel hay tặng nàng triệu đóa hồng? Hãy chia sẻ cùng Facebook Close Up Việt Nam để có cơ hội nhận được điều bất ngờ. Hai chiếc tay SSFI phiên bản đặc biệt, viên bánh xe thể thao, ốp trong đỏ cá tính, chiên xe viền chỉ đỏ cùng bộ tem cực kỳ độc đáo. Hai chiếc tay SSFI phiên bản đặc biệt khẳng định phong cách riêng Suzuki thay đổi và thách thức. Suzuki Way of Life. Cho 24 sừng heo. Cho 3 lẩu thái tôm. Con, mì gà nấm đông cô. Có ngay. Sản phẩm mới, mì không chiên ăn liền của Vina Acecook. Hãy cảm nhận Mikuchi, mì không qua chiên dầu, sợi tươi dai và thơm ngon. Những đa dạng ở tiệm, tha hồ thưởng thức với 3 hương vị sừng heo, lẩu thái tôm và gà nấm đông cô. Mikuchi là mì không chiên là Mikuchi. Vina Acecook. Việt Nam Mobile chỉ 1.000 đồng cho mỗi cuộc gọi nội mạng suốt 60 phút. Chỉ 1.000 đồng cho mỗi phút gọi ngoại mạng. Bấm ngay sao 610 thăng. Khi mới yêu, anh ấy thật tuyệt. Khi ngoài 40, anh ấy vẫn yêu vợ như ngày mới yêu. Viên uống Bảo Xuân với tinh chất mầm đồ nanh giúp cân bằng nội tiết tố nữ, làm đẹp da, giảm khô hạn, giúp bạn luôn hấp dẫn trong mắt bạn đời. Bảo Xuân, cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Mẹ con mình dọn nhà đón năm mới nhé.
nhà sạch và sáng bóng thì mới gặp nhiều may mắn. Kem tẩy đa năng ship, góp thêm tay cùng giúp mẹ. Ẩn dưới lớp caramel sóng sánh và những hạt đậu giòn tan là kem bơ thật thơm ngon. Tất cả quyện thành kem Butterscotch đây mới lạ. Butterscotch, hương vị độc đáo từ Mỹ. Kem cao cấp Celano. Say đắm với mì khoai tây Omachi hương vị mới. Có những lá rong biển xanh mướt thật ngon lành. Mì khoai tây Omachi luôn sẵn sàng quyến rũ bất kỳ ai, ngay cả vào suất cuối cùng. Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ. Rong biển hải sản mới bạn đã thử chưa? Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi mời quý vị trước khi đến phần công bố số điểm của ban giám khảo. Đó là phần tham gia của một khách mời đặc biệt trong chương trình đêm nay. Hãy dành một tràng pháo tay chào đón một nhân vật thật bí mật. Anh yêu em quá mất rồi, để ngỡ như em về. Em ơi giờ đây anh cần, cần một bờ vai em ơi. Nhưng không cách ai lúc này, để anh có nơi tựa vào 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 vào. Anh nhớ lại những kỷ niệm, mà sao trong anh buồn thế. Anh nghe cơn gió đang về, như em một lần kề bên anh. Đầu của bài nhạc bắt đầu cái chân vào tiết tấu và diễn mọi thứ này, đây là những cái điều khắc họa lên mà các nghệ sĩ nếu mà hóa thân thành Quang Hà là phải nhớ cho kỹ để làm cho đúng, đúng không ạ? Cái bài hát này bạn đã bắt đầu bằng một cái giai điệu rất là chậm để rồi phát triển dần khi tình cảm của khán giả cũng được nâng lên bạn thành một bài rất là sôi động như thế này. Hôm nay nhân dịp tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen, bạn có thể bắt chước ai? Tùy ý, quý vị nghĩ sao? Một câu thôi. Con tim dại khờ, tình yêu sẽ qua thôi. Tình người xin ngủ yên, giấc mơ êm đềm. Còn thiếu thiếu gì quý vị biết không? Quần áo. Thiếu cái khăn choàng. Không, nếu mà thiếu thì thiếu nhiều lắm ạ. Ví dụ như là tóc, đúng không? Tóc là phải có highlight, khăn choàng, rồi nhẫn kim cương phải to. Thưa quý vị, và xin cảm ơn Quang Hà đã đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen. Xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi lại hình ảnh của 6 thí sinh đã hóa thân thành các nhân vật trong số thứ 3 của Gương Mặt Thân Quen. Thời gian đã qua đi, khổ
không thể trở lại. Dòng sông đã qua đi, làm sao về chốn cũ? Nắng nước cay xa, không thể thiếu những cánh buồm. Ánh mắt em xanh hai mùa xuân đang về. Khói thuốc văng khoang ly cà phê. By tonight, tomorrow will be too late. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi giăng mướp ra hoa. Má ơi lấy khăn cho bầu thắm cơn buồn. Người ta đi về miếng nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Nhiều đêm nằm mơ về anh, giật mình mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong. Nằm mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây còn mang quanh anh sẽ. Người yêu có biết ngày qua ngóng trong anh mỗi ngon. Một hai ba mỗi ngày già, tôi đâu đã mơ. Chờ chỉ đến lúc về này, bao nhiêu năm kia chẳng còn lại lâu dài. Và bây giờ đây là thời điểm chúng ta hồi hộp chờ đợi giám khảo sẽ cho điểm như thế nào trong 6 thí sinh của gương mặt thân quen số thứ 3 này. Xin mời giám khảo Đức Huy. So với những phần trình diễn khác thì phần trình diễn của Khởi My hơi bị lu mờ. Thành ra rất tiếc phải để cho Khởi My 7 điểm. Khán giả cho một tràng pháo tay động viên tinh thần Khởi My cho số tiếp theo. Và kế đó cái điểm số 8 tôi dành cho một người mà 2 tuần rồi làm rất tốt. Mặc dù bạn đã tạo cái không khí mở đầu cho chương trình rất là sôi động, đó là bạn Đại Nghĩa. Tôi vẫn còn chờ đợi một cái gì ở một cái thang bậc cao hơn từ Phương Thanh. Vâng, thì xin dành cho Phương Thanh hôm nay 9 điểm. 10 điểm là cái bài của Elvis Presley. Cái phần trình diễn của bạn đó thì có thể là bạn chăm chú nhiều đến cái ánh mắt gợi cảm mà bạn quên đi cái yếu tố mà ăn khách của Elvis Presley là gì, là lắc hông. Ông lắc hông nhiều lắm và ông hay còn hất ra đằng trước nhiều nữa. Và hôm nay bạn thiếu cái đó, thành ra tôi chỉ xin là bạn nhận được cái điểm 10. Vui vẻ. Xin một tràng pháo tay lớn cho 11 điểm. Hay rồi. Cái điểm cao nhất dành cho Chí Thiện trong cái phần trình diễn phạm của nghe. Vâng. Hôm nay phải công nhận là Chí Thiện đẹp hơn tôi nhiều. Hôm trước thì tôi mặc cái áo mà nó hở ra cái bụng giống như là mới sanh em bé được khoảng một tháng. Và bạn đi giày cao gót sao mà hay thế. Hôm trước tôi đi không được, tôi đi tôi đọc chân đến tôi quên cả lời hát luôn. Xin được cảm ơn giám khảo Đức Huy. Và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục với phần trao điểm của giám khảo Mỹ Linh.
À, Mỹ Linh hoàn toàn cho điểm trên tinh thần những gì mà Mỹ Linh cảm thấy không phải là cái chuyện là dễ hay là khó khi mà các bạn ấy bắt thăm, mà Mỹ Linh chỉ cho điểm trên cái nhân vật mà bạn ấy bắt chiếc, Mỹ Linh có nhìn thấy nhân vật ấy hay không. Và hôm nay nhân vật mà Mỹ Linh không nhìn thấy là Thanh Lam. Chân ngẩn vì giám khảo đì á. Nên là Phương Thanh nhận cái điểm 7 của mình. Mặc dù mà khi mà nói cái điểm 7 cái là Phương Thanh mắt to đúng như mắt Thanh Lam luôn. Điểm 8 thì dành cho Đại Nghĩa. Em Khởi My xin hãy nhận của chị điểm 9. Nếu như mà em hát nuột nà hơn, giống giọng hát ngọt ngào của chị Cẩm Ly hơn, nhưng mà dù sao thì em cũng làm cho chị gợi nhớ về hình ảnh của một cô gái miền sông nước, và em thực sự là người rất là có tài năng. Và điểm 10 xin dành cho Elvis Presley Thúy Uyên. Và trong 10 điểm này thì cũng có điểm là vì khen Mỹ Linh xinh nữa. Điểm 11 xin dành cho Kyle. Kyle hôm nay phải nói là rất là thuyết phục. Điểm 12 cũng xứng đáng với Kyle. Nhưng mà xin phép dành cho người đẹp Phạm Quỳnh Anh. Quá là duyên dáng, và bởi vì là chị tiếp xúc với Chí Thiện và chị nhìn thấy nụ cười thường trực của em, chị biết rằng để em giấu đi nụ cười đấy không hề dễ dàng, và chị hoàn toàn bị thuyết phục. Xin chào giám khảo Mỹ Linh. Và bây giờ là giám khảo Hoài Linh. Trước khi tôi dành cái điểm 7 cho người này, tôi phải nói một cái điều như thế này. Dù gì đi nữa tôi cũng lớn tuổi hơn họ. Và ông bà mình có câu thương cho roi cho vọt, ghét mới cho ngọt cho ngào. Tôi muốn đánh cái điểm 7 này coi như là một cái đánh nhẹ nhàng vào cái người này, để cái người này sẽ phấn đấu hơn vào tuần tới. Bởi vì tuần trước tôi rất ấn tượng với người này, nhưng cuối cùng ngày tuần này tôi lại thất vọng quá. Mặc dù rất là dễ thương, đó là Khởi My. Nhớ nha con, cái này coi như một roi chú đánh khẽ vào con để cho con giật mình, để chăm chút cái bài mình cho kỹ hơn. Điểm 8 tôi dành cho một người em của tôi. Nói chung là hôm nay em thể hiện cái bài thì nó rất là hay, nhưng nó không có đặc biệt, và anh hy vọng rằng em có nhiều chiêu trò hơn nữa. Đó là Đại Nghĩa, điểm 8. Điểm 9 thì mình sẽ dành cho một người nghĩ là sẽ làm một cái gì đó nó tốt hơn, nó bùng nổ hơn. Tuy nhiên là bạn cũng có sự bùng nổ, nhưng cái bùng nổ của bạn nó lại đi quá. Thành thử ra là nó bị nó không còn giữ được cái lề nữa. Thôi thì mình dành cho Kyle điểm 9. Và cái điểm 10. Cái điểm 10 thì tôi sẽ dành cho một người mà tôi nghĩ người này có thể làm được nhiều hơn nữa trong những tuần tới. Và biết cái khả năng của người ấy sẽ làm được. Và đừng khóc con, khóc chi em, thôi buồn chi em. Em ơi cũng được rồi. Dù có thương đau thì điểm cũng cho rồi. Và điểm 10 tôi dành cho Phương Thành. Em được lên 3 điểm nữa, em tưởng em 7 điểm, em thoát rồi, em cảm ơn anh. Và điểm 11 tôi dành cho cái người mà nghiên cứu kỹ càng, đây là Thúy Yên, 11 điểm. Và điểm cuối cùng anh dành cho Thúy. Khoan, ngồi xuống đàng hoàng, bình tĩnh. Này, anh nói em nghe nha. Cái điểm 12 này là cái điểm anh an ủi cho em. Bởi vì em đã làm một cái cú đột phá rất lớn trong cuộc đời em. Lần đầu tiên trong đời đó anh. Đúng, anh là một cái người giả gái rất nhiều. Và như anh Huy mới giả có một lần anh thấy cực, thì anh cực bao nhiêu.
Thành thử ra anh dành cái này cho em. Tuy nhiên nếu những tuần tới mà xui cho em mà em bốc thành nữ nữa thì em đừng trách anh. Bởi vì anh xét nét nữ là anh xét nét từ cái mềm mại duyên dáng, từ cái đi cái đứng, từ ánh mắt liếc nhìn và kể cả trang phục và nữ trang của em nữa cơ. Hy vọng là em sẽ làm tốt hơn cái công việc của mình nha. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, vừa rồi là phần cho điểm của ban giám khảo. Và số điểm cuối cùng sẽ là số điểm cho thí sinh chiến thắng. Tùy thuộc vào mỗi thí sinh sẽ bình chọn và cho điểm 5. Mỗi một người chỉ có một cơ hội duy nhất cho một người bạn của mình mà thôi. Xin được mời Đại Nghĩa. Trong hôm nay thì Đại Nghĩa thấy là bạn nào cũng hay cả. Nhưng mà Đại Nghĩa tuần trước đã từng làm cô Thu Hiền rồi, thành ra cũng biết là cái sự mà khó khăn trong cái chuyện mà độ nhét như thế nào. Thành ra bữa nay Đại Nghĩa rất thông cảm với các bạn ở đây, đặc biệt là Chí Thiện và Kai Ô. Đại Nghĩa xin dành điểm 5 này để dành tặng cho Chí Thiện. Và sẽ được mời Phương Thanh. Phương Thanh sẽ dành điểm 5 cho Khởi My. Tuần này điểm em hơi thấp, cho em 5 điểm tặng em nha. Okay. Và chúng ta cùng tiếp tục với phần cho điểm của Kyle York. Hôm nay Kyle sẽ cho điểm cho Đại Nghĩa vì vì bài đó cũng hay và lạ. Và Kyle thích cái đó rồi. Chúng tôi xin mời phần cho điểm của Thúy Uyên. Khó quá ha. Em là chị. Gái nào cũng đẹp. Đẹp trời. Tôi mà cho điểm là tôi cho cái cô kia kìa. Cái cô ngồi đằng giữa kia kìa. Nhưng mà thôi, để lần sau tôi cho cô. Lần này tôi cho Phương Thanh. Xin được mời phần cho điểm tiếp theo của Khởi My. Ngày hôm nay Khởi My rất là thích chị Thúy Uyên, cho nên là Khởi My quyết định cho chị Thúy Uyên 5 điểm. Và cuối cùng là phần cho điểm của Chí Thiện. Em sẽ cho cái người mà giả gái chung đợt với em. Tuy là xấu hơn em nhưng mà em sẽ cho 5 điểm. Chúng ta đã biết ngay nhân vật cao điểm nhất và đoạt giải 100 triệu đồng với 50% để ủng hộ từ thiện, đó là Chí Thiện, Phạm Quỳnh Anh, chúc mừng! Ôi, dáng đi của người đoạt giải nó khác. Cảm xúc của Phạm Quỳnh Anh như thế nào khi bạn là người đoạt giải cao nhất trong chương trình ngày hôm nay? Cái cảm giác đầu tiên của em thì... Em phải nói giọng Phạm Quỳnh Anh. Dạ, thưa anh. Cái cảm giác đầu tiên của em á, là em rất là vui. Và nhân đây thì em cũng xin cảm ơn ekip sau lưng em. Rất là nhiều người, từ người làm tóc, từ người gắn ba cái lông mi cho em, từ người may cái váy này cho em, mấy cô hàng xóm may cái váy cho em, nói là phải đón xem cái chương trình này để con bận váy đẹp không, cho con đổi giọng nha. Đổi giọng đổi giọng nó khó quá. Lúc đó là cảm ơn rất nhiều người, cảm ơn các bạn chơi và cảm ơn anh ban giám khảo đã giúp em rất nhiều. Và em hứa nếu có lần sau á, nếu em có giả gái thì em sẽ chú ý nhiều hơn và cố gắng nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn. Hồi không ngờ mình được đứng đây. Và xin gửi tặng đến bạn chút lưu niệm gương mặt thân quen và giải nhất trị giá 100 triệu đồng. 50% sẽ ủng hộ từ thiện, thì bạn có thể cho biết là bạn sẽ gửi tặng như thế nào? 50 triệu thì em muốn gửi tặng 20 triệu cho hội nghệ sĩ Viện Dưỡng Lão Nghệ Sĩ ở đường Âu Dương Lân. Và còn 15 triệu thì em xin gửi cho mấy em trẻ em nghèo mồ côi ở Thị Nghè gần nhà em ở. Và gần đó thì có một cái trường khiếm thị, thì em muốn chia ra 15 triệu thành 10 phần học bổng và chia cho các em có động lực để có thể tiếp tục học. Xin cảm ơn tấm lòng của Chí Thiện rất nhiều. Ngay sau đây chúng tôi xin được mời 6 thí sinh. Người nào có số điểm thấp nhất sẽ bấm nút bàn phím trước nhất để chọn cho nhân vật tuần tiếp theo, và cứ như thế đến nhân vật cao điểm nhất sẽ bấm sau cùng. Ở viện nghiên cứu Enmum, chúng tôi hiểu bạn cần folate sớm và trong suốt thai kỳ cho bé phát triển tốt hơn, cùng các dưỡng chất quan trọng khác cho bạn thai kỳ khỏe mạnh. Enmum Materna được thử nghiệm lâm sàng giúp làm tăng hàm lượng folate.
Cảm ứng điện dung, chạm nhạy bất ngờ, lướt web nhanh và tiết kiệm với trình duyệt Nokia Express Browser, tặng 40 game AR cực đỉnh. Asa 308 chỉ 2.249.000 đồng, Asa 309 chỉ 2.299.000 đồng. Hãy đến cửa hàng Nokia gần nhất để trải nghiệm sản phẩm. Đau quá, đừng trả mạnh như vậy, mình chịu hết rồi rồi. Đúng là ác mộng. May quá, đã có Sun Life Gen 100 với sức mạnh như 100 trái chanh, nhẹ nhàng cuốn phăng dầu mỡ, tiết kiệm 80% công sức. Để cơ thể luôn khỏe mạnh, tôi thường xuyên luyện tập. Là một diễn viên chuyên nghiệp, tôi luôn trau dồi kỹ năng diễn xuất. Để bảo vệ gan trước tác hại của bia rượu, tôi luôn tin dùng Hamiga hàng ngày. Hamiga giúp bảo vệ và giải độc gan do bia rượu. Mùa xuân bắt đầu từ đôi tay mẹ. Từ trăm, từ ngàn việc không tên. Hãy góp thêm tay cùng giúp mẹ làm sáng mừng tổ ấm, đón lộc xuân về nhà. Sắp lại Vin và Ship, góp thêm tay cùng giúp mẹ. Với nước sạch Obomatic chuyên dùng cho giặt máy, không giống như bọt giặt thường. Obomatic xoáy tan vết bẩn cứng đầu ngay trong lòng giặt. Obomatic xoáy tan vết bẩn cứng đầu ngay trong lòng giặt. Sao bạn thích Nokia Lumia? Khi đi chơi cùng bạn bè, tôi muốn chụp hình ở mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh thật sống động. Wow, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng, hình ảnh rất là tuyệt vời. Nhìn nè, kể cả khi tôi đeo găng tay, cảm ứng vẫn rất là mượt mà. Điện thoại của bạn có làm được không? Mọi địa điểm thú vị nhất sẽ hiện lên trên màn hình với Nokia Cityland. Tôi rất là thích nó. Nokia Lumia, smartphone sáng tạo, khơi mào đổi mới. Tặng vỏ và đế sạc không dây trị giá đến 2 triệu đồng cho Nokia Lumia 820. Acero 125 xe côn tay thể thao, được trang bị động cơ 125 mạnh mẽ, cùng khả năng tăng tốc cực kỳ ấn tượng. Acero sẵn sàng chinh phục cuộc chơi, thay đổi và thách thức. Suzuki Way of Life. Omachi hương vị mới, có những lá rong biển xanh mướt thật ngon lành. Mì khoai tây Omachi luôn sẵn sàng quyến rũ bất kỳ ai, ngay cả vào suốt cuối cùng. Omachi, sức hấp dẫn không thể chối từ. Rong biển hải sản mới bạn đã thử chưa? Thưa quý vị, và đây là thời điểm rất quan trọng. Nhân vật nào các thí sinh chúng ta sẽ hóa thân vào tuần sau? Khởi My đang hồi hộp, đang lo lắng. Và xin mời chúng My. 5, 4, 3, 2, 1. Muốn gì được nấy. Ước nhân vật nào cho nó ấn tượng thì nó sẽ vô cùng ấn tượng. Cho một tràng pháo tay chúc mừng Khởi My. Justin Bieber thuộc về bạn rồi. Từ đây về ngay tức khắc, sợt lên mạng xem liền. Bây giờ nhân vật thứ hai, thưa quý vị, cho một tràng pháo tay cổ vũ tinh thần đại nghĩa cho Bi. 5, 4, 3, 2, 1. Ý Lan sẽ là nhân vật đại nghĩa hóa thân tuần sau. Cơ hội của bạn chăng? Cố lên. Và thưa quý vị, chúng ta cùng chờ đợi nhân vật tuần sau của Phương Thanh sẽ là ai? 5, 4, 3, 2. Bé Xuân Mai. Bé Xuân Mai. Bé Xuân Mai đâu có đúng tướng gì đó. Thưa quý vị, vừa rồi ba sự lựa chọn đã đầy hấp dẫn. Thúy Uyên sẽ hóa thân vào nhân vật nào? Bạn hãy thành tâm, thành tâm và chuẩn bị cùng đến với Thanh Bạch các bạn nha. 5, 2, 1. Yeah! Madonna. Yeah.
toàn là ngôi sao quốc tế không à. Wow. Và bây giờ Sir Black Kyle York, chuẩn bị, nhân vật nào sẽ là nhân vật tiếp theo? Cùng đến với Thanh Bạch. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn. Hà Anh Tuấn. 12 giờ. Thưa quý vị, và bây giờ em lại anh Phạm Quỳnh Anh, Chí Thiện chuẩn bị, nhân vật của tuần sau. 5, 4, 3, 2, 1, xin mời. Ủa là ủa ai vậy anh? Về xem lên mạng rồi biết em. Em không có quen. Thưa quý vị và các bạn, và bây giờ Thanh Bạch xin mời quý vị cùng hướng về màn hình để xem tổng kết số điểm của tất cả các thí sinh của chúng ta sau 3 show biểu diễn. Kết quả là Thúy Uyên dẫn đầu 112 điểm, Đại Nghĩa 107, Phương Thành 98, Khởi My 97 điểm, Chí Thiện 95 và Khai Âu Dốc 94 điểm. Đó là số điểm của 3 show và chúng tôi hy vọng rằng những số điểm này sẽ còn nhiều thay đổi, bởi trước mắt chúng ta còn rất nhiều show hấp dẫn. Chúng ta sẽ cùng nghe lại bài hát đoạt giải của chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Một lần nữa với Chí Thiện, Phạm Quỳnh Anh. Mình mới biết mất anh thì ra chỉ là mộng mơ mà giọt nước mắt vẫn rơi. Và mong nhiều đêm về sau được gặp lại anh lần nữa, có bước trong bao giấc mơ để đi tìm anh. Nhiều đêm nằm mơ gặp anh, giật mình mới biết mất anh thì ra chỉ là mộng mơ mắt vẫn rơi. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa rời anh càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về. Người yêu có biết ngày qua ngóng trông anh mỏi mòn. 1, 2, 3, 4 ngày rồi, cuối thu mong đã về. Chờ chỉ đến lúc người về, tháng năm kia chẳng còn, còn lại bao tàn phai. Nhờ mây nhạt với trời cao, bóng anh nơi chốn nào. 1, 2, 3, 4 ngày rồi, em đếm ngón tay ngóng chờ một câu chẳng nói người đi. Tiếng chi câu giã từ để em thôi ngóng trông. Nhiều đêm nằm mơ về anh, giật mình mới biết mất anh. Kỷ niệm ngày nào giờ đây nằm trong câu hát nhớ mong. Càng mơ về anh càng khóc, càng xa dần càng nhớ. Nước mắt em đây không mang bóng anh trở về. Người yêu có biết ngày qua ngóng trông anh mỏi mòn. 1, 2, 3, 4 ngày rồi, cuối thu đông đã về. Chờ chỉ đến lúc người về, tháng năm kia chẳng còn, còn lại bao tàn phai. Nhờ mây nhắn với trời. Quý vị các bạn vừa đến với chương trình Gương Mặt Thân Quen show thứ 3. Chúng tôi xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào show tuần sau lúc 21:20 trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Xuân mới 2013, tạp chí truyền hình xuất bản ấn phẩm đặc biệt Xuân Quý Tỵ, khổ lớn 29x41cm, dài 128 trang. Tạp chí truyền hình Xuân Quý Tỵ chứa đựng nội dung phong phú, hấp dẫn với những bài viết chọn lọc. Tạp chí truyền hình Xuân Quý Tỵ cho bạn đọc thấy toàn cảnh sự phát triển của Đài Truyền hình Việt Nam năm 2012 và các kế hoạch mới của